Vâng, mở màn trận đấu là một series đòn tấn công rất tích cực đến từ Đinh Anh Hoàng. Anh Tú cũng phòng thủ rất chắc chắn, nhưng anh Hoàng đã là người xuất sắc hơn. Vận động viên Nguyễn Anh Tú ở giải đấu này là đã cải thiện được khả năng phòng thủ, cũng có thể nói là rất tốt của mình. Anh đánh rất chủ động, phòng thủ và tấn công cực kỳ nhịp nhàng. Vâng, pha giao bóng hơi trôi một chút và lập tức Đinh Anh Hoàng đã giật ngay. Vâng, vừa rồi là một pha quắc bóng xoáy đến từ Đinh Anh Hoàng. 4-0 rồi. Đinh Anh Hoàng đang khởi đầu có thể nói là rất tốt ở trong trận đấu này. 4-0. Anh vẫn đang tấn công liên tục và nắm kiểm soát thế chủ động rất hay. 5-0 rồi. Vừa rồi là một cú hất cổ tay trên bàn đến từ Đinh Anh Hoàng. Và điểm số đầu tiên cho Nguyễn Anh Tú. Cái tình huống mà Tú đã chủ động di chuyển lên để thực hiện cú ngoắc bóng của mình. Hai năm rồi, liên tiếp là hai tình huống ghi điểm đến từ anh Tú. Pha chủ động xoay người giật lại đến từ Đinh Anh Hoàng. Anh Hoàng đang thi đấu với một tinh thần quyết tâm rất là cao khi phải đối đầu với tay vợt có thể nói là số 1 Việt Nam thời điểm hiện tại, Nguyễn Anh Tú. Anh đang thể hiện rất rõ cái quyết tâm của mình. Nhưng dường như là anh Tú bây giờ cũng đã bắt được nhịp tốt hơn rồi. Tỷ số lúc này đã là 6-4 trong trận đấu đầu tiên. Rất là căng thẳng. Ở một số bàn là bình luận viên có thấy là đã cũng gần như là hết set 1 đấy ạ. Mà bàn này chúng ta vẫn đang rất là giằng co. Thế trận vẫn đang rất giằng co trong set đấu đầu tiên. Ở phía xa xa là trận đấu của vận động viên Trần Anh Tuấn, anh Tuấn Nam Định thi đấu với cả Nguyễn Đăng Hiệp. Các anh chị em có thể theo dõi trận đó trên kênh Hỏa Châu Bóng Bàn. Anh Tuấn giải đấu này rất hay. Vâng, bây giờ thì chúng ta hãy cùng quay trở lại với những diễn biến trong trận đấu này. Tỷ số đang là 6-5 nghiêng về Đinh Anh Hoàng. Vâng, 6 đều rồi. Rồi tình huống khống chế có phần hơi vội đến từ anh Hoàng. Có lẽ anh muốn vào bóng sớm để có thể thực hiện được pha xử lý khó của mình. Nhưng độ xoáy đến từ cú giao bóng của anh Tú là rất lớn. Wow, rất hay, một tình huống mà anh Hoàng đã xoay ra để giật lại. 7-6 rồi.
Đinh Hoàng vẫn đang rất cố gắng để tìm những đường tấn công và giành được điểm trước Nguyễn Anh Tú. Wow, chủ động đưa mi chạy. Anh Hoàng chủ động đưa vào càng trái sở trường của Nguyễn Anh Tú. 8-6 rồi. Anh Hoàng vẫn đang duy trì một thế trận có thể nói là tấn công áp đảo. 9-6 rồi. Rất mạnh dạn khi anh Hoàng đã bước lên để thực hiện cú ngoắc bóng của mình. Đến những thời điểm này thì anh Tú lại đang đánh ra ngoài. Vâng, vừa rồi Đinh Anh Hoàng đã chủ động né người giật bóng, nhưng cú ra bóng của anh Tú bóng hơi lồng một chút, nhìn trông rất là kín. Chín bảy cho Đinh Anh Hoàng. Phía bàn bên góc xa là anh Tuấn Nam Định và Bùi Thế Nghĩa, à và Nguyễn Đăng Hiệp cũng đang 11 đều đấy. Vâng, vừa rồi anh Tú đã có một tình huống di chuyển lên thực hiện cú ngoắc bóng. Cú ngoắc tương đối xoáy. 9-8. Vâng, một tình huống bắt bóng xử lý ngắn rất hay đến từ anh Tú. Đinh Anh Hoàng định tiến lên để thực hiện pha hất cổ tay nhưng đã không thành công rồi. Như vậy là 9 đều. Thế trận lại trở nên cân bằng rồi. Anh Tú bây giờ là người được cầm ra bóng. Một tình huống chặn bóng rất chủ động đến từ Đinh Anh Hoàng. Cú chặn nhanh về góc trống và anh Tú dường như đã hơi hố đà. 9-10 và điểm game point lúc này cho vận động viên Đinh Anh Hoàng. Người đều à. Một tình huống vừa rồi Đinh Anh Hoàng đã chủ động lên hất, rất tiếc đã không thành công rồi. Chúng ta có thể thấy là Đinh Anh Hoàng dẫn trước anh Tú ở những thời điểm đầu, nhưng bây giờ thì tỷ số đã cân bằng. Và một pha chặn bóng về trái rất chủ động đến từ Đinh Anh Hoàng. Tình huống giao bóng xoáy ngược rất khó chịu đến từ anh Tú. Đinh Anh Hoàng thò tay vào khống chế nhưng đã không thành công mất rồi. Vâng, cú ngoắc ngay trên bàn và né giật. Anh Tú đã vượt lên rồi. Bây giờ điểm game point trong xét đấu thứ hai này, xét đấu đầu tiên ạ, lại thuộc về Nguyễn Anh Tú. Anh Tú đang thể hiện rõ bản lĩnh của mình. Vâng, nhưng vừa rồi pha đờ mi rất đẳng cấp đến từ Đinh Anh Hoàng.
Dường như là Đinh Anh Hoàng đã đón trước cú giật của anh Tú và thực hiện một tình huống giật lại rất nhanh. Vâng, bắt giao bóng ra ngoài mất rồi. Chúng ta thấy là những cú giao bóng xoáy ngược của anh Tú, bóng đi với độ xoáy rất lớn, khá là khó chịu. 13-12 tiếp tục game point cho vận động viên Nguyễn Anh Tú. Và một pha đờ mi lại dứt điểm xét đấu đầu tiên. 14-12 xét đấu rất căng thẳng và người giành chiến thắng chung cuộc lại là Nguyễn Anh. Trận đấu giữa hai vận động viên Nguyễn Anh Tú và Đinh Anh Hoàng. Chúng ta thấy ở trong trận đấu đầu tiên, mặc dù anh Tú đã để bị dẫn điểm khá sâu, nhưng trong những thời điểm quan trọng thì anh đã vượt lên, gỡ hòa và cuối cùng giành chiến thắng chung cuộc rất bản lĩnh. Vâng, liên tục là hai cú giật trái tua nhanh của anh Tú, nhưng Đinh Anh Hoàng đã theo bóng rất nhanh. Vâng, vừa rồi là một tình huống chặn di nhanh về góc trống của Nguyễn Anh Tú. Anh Tú đang, sau khi thắng ở trong trận đấu đầu tiên, đang thi đấu trở nên chắc chắn và bền bỉ hơn. Anh Tú giải đấu lần này tôi có cảm giác như đã cải thiện được khả năng phòng thủ rất tốt. Những tình huống không quá khó thì Tú sẽ giữ lại một hai nhịp phòng thủ, sau đó sẽ tìm cách phản công bằng những cú giật trái phải sấm sét của mình. Vận động viên ở trong giải đấu này cũng may mắn được thi đấu với anh Tú một trận đấu ở nội dung đơn nam. Vâng, giao bóng xoáy ngược rất khó chịu đến từ anh Tú. Đinh Hoàng từ nãy đến giờ có lẽ vẫn còn đang khá lúng túng với những tình huống giao bóng vừa rồi. Một cú giật vào giữa người của anh Tú. Đinh Anh Hoàng vừa rồi trong pha bóng của mình, anh đã chủ động chỉnh lực lại một chút và cú giật bóng đã khiến cho anh Tú không thể phòng thủ. Vâng, tình huống lên xoáy rất nhiều đến từ Đinh Anh Hoàng. Vừa rồi anh Tú đã chủ động ôm bàn để thực hiện tình huống chặn của mình nhưng đã không thành công. Vâng, hai tình huống xử lý bóng rất tốt đến từ Đinh Hoàng.
cú phê nhẹ về góc trái vừa rồi đã khiến cho anh Tú thực hiện tình huống giật bóng hụt mất rồi. 6-4 cho đi Anh Hòa. Đinh Hoàng lại đang vượt lên ở trong set đấu thứ hai. Khoảng cách bây giờ là 3 điểm. Vâng, hai cú giật trái sấm sét đến từ Nguyễn Anh Tú. Vâng, vừa rồi làm cú chặn di nhanh vào góc trống của anh Tú. Đinh Hoàng đang thi đấu rất tốt ở trong những điểm số vừa qua. Vâng, nhưng lâu lâu lại bị hỏng ra bóng mất rồi. Anh Tú vẫn đang phát huy rất tốt những tình huống lợi thế khi mình được cầm ra bóng. Vâng, vừa rồi là một tình huống giật lại ngay trên bàn đến từ Đinh Anh Hoàng. 9-6 rồi. Đinh Anh Hoàng vẫn đang rất chủ động tấn công để giành được điểm trước với anh Tú. Có lẽ là chỉ còn duy nhất một con đường đấy thôi. Đó là tấn công liên tục thì mới có cơ hội có điểm trước Nguyễn Anh Tú, chứ nếu không thì sẽ rất khó. Vâng, anh Tú đã chủ động lên ngoắc vào trái của anh Hoàng rồi. Một tình huống ngoắc bóng nhanh sâu khiến cho Đinh Anh Hoàng đã không kịp thời phản ứng. 9-7 cho vận động viên Nguyễn Anh Tú. Vâng, vừa rồi là một tình huống đờ mi trái nhanh, một trong những tình huống sở trường của Nguyễn Anh Tú. Chúng ta thấy là bóng mới chỉ gần chớm đẩy lên thôi, anh Tú ôm bàn tăng ngay, rất khó chịu. Vẫn còn game point cho Đinh Anh Hoàng, 2 game point nữa. Vâng, và vừa rồi thì anh Tú đã quắc ra ngoài mất rồi. Thi đấu thứ 3, trận đấu giữa Hoàng Mắc và Tú Mộc. Điểm số đầu tiên cho Nguyễn Anh Tú.
Vâng, tình huống ngoắc trong bàn và thực hiện pha đờ mi nhanh ngay. Cú đờ mi xoáy thẳng vào phải đã khiến cho anh Hoàng không kịp phản ứng rồi. Vâng, nhưng lần này thì chúng ta thấy là anh Hoàng dường như đã đón sẵn. Một tình huống xoay ra né và thực hiện cú giật bóng vào góc trái của Nguyễn Anh Tú. Ba một cho anh Tú rồi. Vâng, hai tình huống giao bóng tốt đến từ Đinh Anh Hoàng. Hai cú giao bóng bổ vừa rồi đã khiến cho anh Tú xử lý không được tốt và mang về tỷ số cân bằng 3 đều cho Đinh Anh Hoàng. Đinh Anh Hoàng thì liên tục vẫn đang giữ một tinh thần rất quyết tâm. Chúng ta thấy là chỉ cần chớm xử lý không tích cực thôi là lập tức sẽ là một series đòn tấn công đến từ Nguyễn Anh Tú. Và một pha xoay người giật nhanh trên bàn của anh Tú. Cú giật quá xoay đã khiến cho Đinh Anh Hoàng không kịp phản ứng. Rất hay. Tình huống gặp nhanh. Sáu ba rồi. Và một pha đùa tốc độ đờ mi cao và người giành điểm là Đinh Anh Hoàng. Rồi có lẽ là có một chút may mắn khi bóng đã bon vào lưới. 6-4. Và như vừa rồi là một tình huống giao bổ tương đối nặng đến từ Nguyễn Anh Tú. À. 7-4 rồi. Wow, rất bền bỉ và một tình huống giật trái lại quá đẳng cấp đến từ Nguyễn Anh Tú. Đúng như bình luận viên nói là giải đấu này anh Tú đã cải thiện khả năng phòng thủ rất tốt của mình. Và chỉ cần sơ hở thôi sẽ là một series đòn phản công đến từ anh Tú. Và đúng như vậy, chúng ta vừa được thưởng thức một pha bóng đẳng cấp. Vâng, vừa rồi thì anh Tú đã xử lý giao bóng ra ngoài mất rồi. Tình huống giao bóng đến từ Đinh Anh Hoàng vừa rồi là tương đối khó chịu. 5-8. Vâng, hai cú giao bóng ăn điểm trực tiếp đến từ Đinh Anh Hoàng. Một anh Tú có lẽ anh hơi vội trong pha xử lý vừa rồi. Thank you.
86 rồi. Vâng, cú giật trái nhanh đến từ anh Tú. Anh Tú dường như đã giữ lại nhịp độ trận đấu một chút và vừa rồi anh đã có một cú giật bóng cực nhanh. Xử lý ra bóng lỗi rồi. Anh Hoàng vừa rồi có lẽ là ý đồ của anh muốn bắt ngắn nhưng có lẽ đã vào hơi sai nhịp một chút rồi. Vâng, tình huống chủ động bổ dài và lập tức là một cú đẩy trái nhanh đến từ Đinh Anh Hoàng. Cú đẩy trái vào góc trống khiến cho anh Tú đã không kịp thời di chuyển. Vâng, pha phòng thủ rất hay đến từ Nguyễn Anh Tú. Pha phòng thủ cực kỳ khéo léo và đẳng cấp. Như vậy anh Tú đã trận đấu giữa Tú Mẩu và Hoàng Mặc. Vâng, có may mắn cho anh Tú ở tình huống xử lý vừa rồi, bóng hơi bon nhẹ vào mép lưới. Ở nội dung đơn nam thì chúng ta đã xác định được một cặp đấu bán kết rồi. Lát nữa sẽ là trận bán kết giữa Đức Tuân và Đăng Hiệp. Còn cặp bên này thì vẫn đang rất căng thẳng. Anh Tú, Đinh Anh Hoàng, bên kia là Tuấn Anh và Tạ Ông Khánh. Vừa rồi là một cú giao bóng bổ của Đinh Anh Hoàng và lập tức đã bị anh Tú di chuyển để ngoắc ngay. Vâng, sau khi time out thì trận đấu được quay trở lại rồi. Nhưng điểm số thì lại dành cho Nguyễn Anh Tú. Anh Tú vẫn đang phát huy rất tốt những tình huống chủ động di chuyển và ngoắc của mình. 4-0 rồi. Hey! Oh!
Oh!